Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Lan Hương xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự vào sáng thứ ba ngày 31 tháng 7 năm 2018. Chương trình của chúng tôi sáng nay gồm có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Nga đang mời chào Việt Nam mua loại tàu hộ vệ có trang bị tên lửa mang tên Karakut. Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi cuối tuần qua. Trung Quốc lần đầu tiên điều tàu tìm kiếm cứu hộ đến đảo nhân tạo ở Trường Sa tại Biển Đông. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài ghi nhận ý kiến chuyên gia về mức độ lợi hại trong việc tăng cường mua điện của Trung Quốc. Và ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, một số trang tin trong nước trích dẫn nguồn tin từ thông tấn xã TASS của Nga vào ngày 30 tháng 7 cho hay, Nga đang mời chào Việt Nam mua loại tàu hộ vệ có trang bị tên lửa mang tên là Karakut, trong tiếng Nga có nghĩa là con nhện. Chúng tôi có thêm thông tin gửi đến quý vị sau đây. Hãng thông tấn nhà nước Nga trích lời Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nói với báo giới rằng loại tàu được chào bán có trọng tải lớn, được trang bị vũ khí tốt và quan trọng nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Kalibe. Ngoài ra, tàu con nhện còn là một loại tàu có tốc độ nhanh mà giá phải chăng. Tin cũng cho biết rằng, loại tàu con nhện này đã giúp Hải quân Nga kiểm soát rất tốt các vùng biển ven bờ ở châu Âu như Biển Đen và Địa Trung Hải. Các tàu này lại có thể hoạt động trong tình trạng thời tiết xấu. Và tên lửa Kalibe có thể hạ mục tiêu ở cách xa đến 1.000 km. Bản tin trên của thông tấn xã TASS còn nói rằng các quốc gia được chào hàng ngoài Việt Nam còn bao gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ, vốn là khách hàng truyền thống của vũ khí Nga, cùng một số quốc gia châu Á khác. Hiện nay, Việt Nam đã có thêm những nguồn cung cấp vũ khí khác từ phương Tây như Pháp, Israel, v.v., nhưng nguồn cung cấp chính vẫn là Nga. Riêng tại Nga, tàu hộ vệ Karakut thuộc đề án 22800 và Hải quân Nga sẽ nhận thêm tổng cộng 18 chiến hạm được đóng theo đề án này. Trong năm nay, có 2 chiếc đầu tiên thuộc đề án 22800 được giao cho Hải quân Nga. Trong một diễn biến khác có liên quan, tại nước láng giềng thì vào hôm 30 tháng 7, tin từ hãng AFP cho biết Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen lần nữa tuyên bố giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi cuối tuần qua, kéo dài thời gian 33 năm nắm quyền của ông Hun Sen ở xứ Chùa Tháp. Hôm 30 tháng 7, hãng tin AFP trích lời người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia, Sok Isan, cho biết đảng này sẽ nắm toàn bộ 125 ghế quốc hội theo dự đoán dựa vào các kết quả ban đầu. Tuy nhiên, con số ghế cuối cùng vẫn phải đợi công bố chính thức vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Có khoảng 8 triệu người dân Campuchia đã tham gia vào cuộc bỏ phiếu lần thứ 6 tại Campuchia kể từ cuộc bầu cử do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn vào năm 1993 sau nhiều thập kỷ xung đột. Tuy nhiên, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia hôm thứ Hai 30 tháng 7 đã ra tuyên bố nói rằng đây là một cuộc bầu cử giả tạo và nền dân chủ vốn chỉ nằm ở cái tên đã được thay thế bằng một nền độc tài toàn bộ. Mặc dù đã có 20 đảng tham gia cuộc bầu cử lần này, nhưng chỉ có một đảng đối lập duy nhất có thể thách thức được đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc. Tuy nhiên, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc đã bị Tòa Tối Cao bắt giải tán hồi năm ngoái trong một phán quyết được quốc tế nhìn nhận là giúp cho ông Hun Sen kéo dài thời gian cầm quyền của mình. Tuyên bố của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc dự đoán rằng nước ngoài sẽ có những biện pháp trừng phạt đối với Campuchia sau cuộc bầu cử lần này. Và đảng đã cảnh báo chính phủ và các doanh nghiệp trên toàn thế giới rằng những thỏa thuận được ký kết từ ngày hôm nay với chính phủ Campuchia sẽ không có ý nghĩa pháp lý và sẽ được thay đổi bởi một chính phủ dân chủ trong tương lai. Trước đó, chính phủ nhiều nước phương Tây đã rút những trợ giúp cho cuộc bầu cử vì cho rằng cuộc bầu cử không đáng tin cậy. Hoa Kỳ nói rằng cuộc bầu cử không công bằng, không tự do và đã không đại diện được cho ý chí của người dân Campuchia. Thưa quý vị, Trung Quốc lần đầu tiên điều tàu tìm kiếm cứu hộ đến đảo nhân tạo ở Trường Sa tại Biển Đông. Đó là thông tin được Tân Hoa Xã loan đi. Và theo kế hoạch thì vào ngày 30 tháng 7, tàu Nam Hải cứu 115 sẽ bắt đầu nhiệm vụ đến đá Subi, là nơi có căn cứ quân sự lớn nhất trong số 7 căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây dựng ở đảo Trường Sa. Đây là nơi xảy ra tranh chấp chủ quyền trồng lớn giữa Trung Quốc
với một số nước khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tin cho biết, tàu Nam Hải Cứu 115 có thể mang theo trực thăng cỡ vừa, và đây là lần đầu tiên Trung Quốc điều tàu tìm kiếm cứu hộ đến Trường Sa kể từ khi tiến hành xây dựng ở vùng biển này từ năm 2013. Tân Hoa Xã dẫn lời của Giám đốc Cục Cứu hộ và Cứu nạn thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ làm việc để cải thiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở Trường Sa và các khu vực xung quanh để thực hiện tốt hơn trách nhiệm cứu hộ hàng hải theo quy ước nghĩa vụ quốc tế. Một nhân viên khác của Cục Cứu hộ và Cứu nạn, ông Đỗ Hải Bằng, còn cho Tân Hoa Xã biết là Trung Quốc sẽ tiếp tục chế tạo các tàu cứu hộ lớn với thiết bị và công nghệ tiên tiến hơn, đồng thời sẽ triển khai các máy bay trực thăng với khả năng cứu hộ tốt hơn và nhanh hơn. Thưa quý vị, cũng tin liên quan, Malaysia cho biết là sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ và Trung Quốc về sự hiện diện quân sự của hai nước này tại khu vực Biển Đông. Tờ Star của Malaysia vào ngày 30 tháng 7 dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia như vừa nêu. Phát biểu trước Quốc hội Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Mohammad Sabu nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Biển Đông là rất đáng lo ngại. Do đó, Malaysia sẽ tăng cường các biện pháp đối thoại, ngoại giao với cả hai nước này nhằm tránh để khu vực Biển Đông trở thành một vùng chiến sự. Malaysia, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Trung Quốc đều cùng tuyên bố có chủ quyền tại Biển Đông. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, Bắc Kinh tiến hành xây dựng một loạt các tuyến đồn quân sự ở khu vực biển có tuyến đường biển quan trọng này. Hoa Kỳ lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông. Một số nhà quan sát tình hình Biển Đông bày tỏ lo ngại rằng những động thái của Bắc Kinh có thể giúp Trung Quốc thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với các đảo nhỏ ở vùng biển tranh chấp này. Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 7 tại khu vực đoạn qua thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã khiến 13 người thiệt mạng. Thông tin được truyền thông loan đi cho biết, chiếc xe hơi đi rước dâu chở theo 17 người, trong đó có cả chú rể và gia đình từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Bình Định đã va chạm với xe container đi chiều ngược lại, khiến 13 người trên xe thiệt mạng, trong đó có cả chú rể. Theo báo cáo của Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Nam, đoạn tại khu vực xảy ra tai nạn đường rất nhỏ. Giờ cao điểm, lượng xe lưu thông trên đường và người dân địa phương đi lại rất đông và nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế chở khách không quen đường tại khu vực này. Sau khi có thông tin về vụ việc, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Khuất Việt Hùng, Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cùng các cơ quan chức năng đã đến khu vực xảy ra vụ tai nạn, đồng thời trực tiếp đến bệnh viện gặp gia đình các nạn nhân để hỏi thăm và chia buồn cùng gia đình. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2018, trên cả nước xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, có hơn 4.500 người tử vong và gần 7.000 người bị thương vì tai nạn giao thông. Số vụ tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, bình quân mỗi ngày xảy ra 49 vụ tai nạn, làm 23 người chết và 39 người bị thương. Theo Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 8.600 người chết vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên, đây chỉ là con số được cảnh sát giao thông ghi nhận tại hiện trường. Và thưa quý vị, ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, 43 tuổi, bị tòa tuyên án 9 năm tù giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước trong phiên xử kín vào ngày 30 tháng 7. Truyền thông trong nước đồng loạt loan tin này vào chiều cùng ngày, sau khi Tòa án Nhân dân Hà Nội công khai bản án. Trong phiên xử, ngoài Vũ Nhôm, cựu trung tướng tình báo Phan Hữu Tuấn bị tuyên án 7 năm tù và cựu cán bộ công an Nguyễn Hữu Bách cũng bị tuyên án 6 năm tù với cùng cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự 2015. Trước đó, vào ngày 24 tháng 7, ông Trương Quang Nghĩa, bí thư thành ủy cho biết, ngoài tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, Vũ Nhôm còn phải hầu tòa hai lần nữa với các tội danh, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội trốn thuế khi mua bán nhà đất công sản. Ông Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79. Ông Vũ bị phía Singapore trục xuất về Việt Nam vào ngày 4 tháng Giêng vừa qua với lý do nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này. Ông bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giam và khởi tố về các tội cố ý làm lộ bí mật quốc gia, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Vũ vốn là một nhà kinh doanh nhôm kính tại thành phố Đà Nẵng, sau đó ông trở thành một nhà kinh doanh địa ốc. Ngoài ra, theo báo chí trong nước, ông còn là một sĩ quan tình báo của Cơ quan An ninh Việt Nam, mang hàm thượng tá. Thưa quý vị, cũng trong cùng ngày 30 tháng 7, Tòa án Quân sự Thủ đô ở Hà Nội đưa ông cựu thượng tá Đinh Ngọc Hệ, hay còn gọi là Út Chọc, 47 tuổi, ra xét xử. Truyền thông trong nước cho biết, tại tòa, ông Đinh Ngọc Hệ bác bỏ những lời khai của người khác cho rằng vô căn cứ, mang tính vu khống. Tuy nhiên, ông này thừa nhận mua bằng giả Đại học Kinh tế Quốc dân nhờ các anh em xã hội. Theo truyền thông trong nước, ông Hệ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng và các đồng phạm gồm Bùi Văn Tiệp, Trần Văn Lâm và Trần Xuân Sơn cũng bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, Út Trọc còn bị truy tố thêm tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Riêng ông Phùng Danh Thắm, nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn, bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tin nói vào năm 2000, ông Đinh Ngọc Hệ có mua bản điểm và mua một bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân giả với mức giá 2,5 triệu đồng. Tại tòa, khi bị xét hỏi về việc này, Út Trọc cho biết, ông nghe nói chỉ cần nộp tiền để người khác học thay và thi thay thì sẽ có bằng. Và do dân trí của ông thấp nên không biết sử dụng bằng giả là trái quy định pháp luật. Ông này cũng cho rằng nếu bị truy tố với tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức là quá hà khắc cho ông, vì sau khi biết, ông đã không sử dụng nữa. Theo truyền thông Việt Nam, ông Đinh Ngọc Hệ và Tổng Công ty Thái Sơn là chủ của nhiều dự án BOT, BT trong cả nước, trong đó có dự án BOT cầu Việt Trì bị nhiều người dân phản đối. Mạng báo Tiền Phong dẫn cáo trạng cho biết, ông Hệ và đồng phạm hưởng lợi 6 tỷ đồng từ việc mua các xe quân sự, xe biển xanh 80A và thế chấp 29 trên 38 xe quân sự, 15 xe biển xanh cho các ngân hàng khác nhau. Ông này cũng làm giả giấy tờ để không bị phạt 1,5 tỷ đồng vì cây xăng của Thái Sơn thiếu giấy tờ hợp lệ và tồn hơn 20.000 lít xăng kém chất lượng, dẫn đến bị niêm phong cục bơm. Phiên xử ông Đinh Ngọc Hệ cùng những người vừa nêu được cho biết sẽ kéo dài đến hết ngày 2 tháng 8 tới đây. Một nhóm 5 người được cho biết bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ từ ngày 7 tháng 7 vừa qua với nghi vấn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và hiện đang bị giam giữ để điều tra. Tin mà Đài Á Châu Tự Do ghi nhận được cho biết, nhóm 5 người bị giam giữ gồm một công dân Mỹ gốc Việt có tên là Michael Phương Minh Nguyễn, sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình, ông Huỳnh Đức Thịnh, cha của Huỳnh Đức Thanh Bình, Facebooker Trần Phi Long và Facebooker Thomas Quốc Bảo. Hiện trên trang mạng change.org có kêu gọi ký tên yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn, 54 tuổi, một doanh nhân độc lập. Kêu gọi cho biết từ ngày 27 tháng 6 vừa qua, ông Michael Phương Minh Nguyễn về Việt Nam thăm gia đình và bè bạn. Tuy nhiên, người này không về theo lịch chuyến bay đã mua vé. Gia đình của ông này cho biết có liên lạc với phía chính quyền Việt Nam về trường hợp của ông Michael Phương Minh Nguyễn, nhưng bị từ chối xác nhận về tình trạng đang bị giam giữ hay cho biết thông tin liên quan. Và sau cùng, thưa quý vị, 20 người tham gia cuộc biểu tình chống luật đặc khu và an ninh mạng ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai vào hôm 10 tháng 6 năm 2018 vừa qua bị đem ra xét xử với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Phiên xử diễn ra tại thành phố Biên Hòa vào sáng ngày 30 tháng 7. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên án anh Trần Nguyễn Duy Quang mức án cao nhất là 1 năm 6 tháng tù giam. Phạm Ngọc Hạnh chịu án 1 năm 4 tháng tù giam. Và 13 bị cáo khác nhận mức án từ 8 cho đến 10 tháng tù. Ngoài ra, có 5 bị cáo bị tuyên án từ 1 năm đến 1 năm 2 tháng cải tạo không giam giữ do đang phải nuôi con nhỏ. Ông Nguyễn Ngọc Trung, bố của hai chị em trong số 20 người bị đưa ra xét xử, Nguyễn Thị Ngọc Phượng và Nguyễn Thị Trúc Anh, vào chiều ngày 30 tháng 7 cho Đài Á Châu Tự Do biết thêm là thân nhân không được vào tòa để tham dự mà phải ngồi ở ngoài. Gia đình cũng không được mời luật sư bào chữa. Nó không có cho dự, nó cho nó là ngồi ở ngoài không à. Cũng hỏi thử muốn luật sư mà không được. Mà bây giờ là người ta không có đồng ý, bây giờ người ta cho ra, không có cho luật sư ở ngoài, đến ra không có muốn luật sư. Thì nghe thấy ở công an với tòa nói này, gặp 3 lần mà bây giờ cần ra tòa là nó không cho gặp mặt thôi, còn gửi đồ vào thì vẫn gửi được. Thông tấn xã Việt Nam dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa cho rằng có khoảng hơn 200 người tham gia vào đoàn biểu tình hôm ngày 10 tháng 6.
Số này bị cho lấn chiếm hết lòng đường, ngăn cản các phương tiện lưu thông qua lại, gây ách tắc giao thông tại các tuyến đường quốc lộ 1A, Phạm Văn Thuận và đường Dương Tử Giang thuộc các phường Tân Biên, Hố Nai, Tam Hòa, Tân Mai, Tân Tiến, Thống Nhất thuộc thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, 20 người nữ trên bị công an thành phố Biên Hòa lập biên bản phạm tội quả tang. Linh mục Nguyễn Duy Tân, chánh xứ Thọ Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nhận xét về những bản án mà tòa tuyên cho 20 người biểu tình ở thành phố Biên Hòa hôm ngày 10 tháng 6 như sau. 20 người này là họ biểu tình một cách ôn hòa, họ bày tỏ chính kiến để cho nhà nước biết lòng dân. Nhưng mà Cộng sản họ cướp quyền của công dân luôn, họ cướp quyền biểu đạt ý kiến, quyền biểu tình. Và họ đã đưa ra một cái bản án này để nhắm là hù dọa để cho đừng có ai đi biểu tình nữa, đừng có ai bày tỏ chính kiến nữa, để họ toàn quyền độc ác cai trị Việt Nam. Vừa qua vào các ngày 12 và 23 tháng 7, Tòa án tỉnh Bình Thuận cũng đưa ra xét xử và tuyên án hai đợt gồm 17 người ở thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi họ tham gia cuộc biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng diễn ra hôm 10 và 11 tháng 6 tại địa phương tỉnh này. Hôm 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyên phạt công dân Mỹ gốc Việt William Anh Nguyễn hình phạt trục xuất với cáo buộc gây rối trật tự công cộng trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 ở Sài Gòn. Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật của Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình RFA được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ 3 tới thứ 7 và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần trên mạng xã hội Facebook và kênh YouTube cũng như trên trang chủ RFA Tiếng Việt. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát đi trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Và trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa công bố báo cáo cho thấy Việt Nam bị đe dọa sẽ thiếu điện nghiêm trọng. Để giải quyết, một trong những giải pháp mà bộ này đưa ra có thể là sẽ tăng cường mua điện từ Trung Quốc. Vấn đề lợi hại ra sao khi tăng cường mua điện của Trung Quốc? Trần Như ghi nhận ý kiến chuyên gia về việc này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương Việt Nam, trong quy hoạch điện giai đoạn từ nay đến năm 2025, các tỉnh phía Nam Việt Nam bị đe dọa thiếu điện nghiêm trọng. Nếu dự án đường dây 500 kW Vũng Áng, Dốc Sỏi, Pleiku 2 để đưa điện từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam không hoàn thành đúng thời gian dự kiến. Một trong những biện pháp để giải quyết tình trạng thiếu hụt đó, ngoài việc cần nhanh chóng hoàn thành và đưa vào vận hành các công trình nguồn điện phía Nam, theo Bộ Công Thương thì cần tăng cường nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực, đặc biệt là tăng cường nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua đường dây 220 kW Hà Khẩu, Lào Cai từ năm 2019 lên khoảng 1.000 MW và sản lượng mua tăng thêm là 3,5 tỷ kW mỗi năm. Từ Hà Nội, giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học Trần Đình Long, hiện là Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022, cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin liên quan đến vấn đề này. Điện á, thì là phải nói rằng là nó cân bằng điện, ví dụ từ miền Bắc này, cái vào miền Nam qua cái đường dây 500 kV đấy, thì chủ yếu là do các cái nguồn của cái khu vực phía Bắc này, là cái mùa mưa này, là nhiều nước, các cái thủy điện nó phát đầy, thì chú nó sẽ tái vào trong miền Nam. Thế còn nếu mà xảy ra mà thiếu điện, ví dụ như là vào mùa khô chẳng hạn, thì có thể là mua thêm một ít từ phía Trung Quốc. Theo giáo sư Trần Đình Long thì việc mua điện của Trung Quốc là trong điều kiện bất khả kháng, không còn con đường nào khác. Ông cho biết thêm. Mua điện từ Trung Quốc về đó cũng chỉ cung cấp được cho một số khu vực gần biên giới phía Bắc thôi. Đấy, cho nên là cái lượng ấy cũng là rất hạn chế. Thế thì chắc là họ cũng dự trù là nếu mà thiếu đến đâu thì mua đến đấy mà.
Trước kế hoạch của Bộ Công Thương và EVN, nhiều chuyên gia lên tiếng cho rằng có cần thiết phải mua điện từ Trung Quốc hay không khi lượng điện nhập về không giúp giảm bớt căng thẳng thiếu điện ở miền Nam Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho rằng đây là một giải pháp tình thế để bù đắp số điện thiếu hụt do các công ty điện của Việt Nam chậm trễ so với yêu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, ông cho biết. Vấn đề đáng chú ý là điện ở miền Nam là nơi tập trung rất nhiều các công suất công nghiệp hoạt động rất là năng động thì hiện nay đang thiếu điện. Vì vậy cho nên mua điện của Trung Quốc thì phải tải điện qua đường dây 500 kV vào miền Nam để cung cấp và bảo đảm cái nguồn điện ở Việt Nam. Ngoài những lo ngại, cho dù là có mua điện của Trung Quốc cũng không bù đắp được lượng điện thiếu hụt, thì một số chuyên gia cũng lên tiếng cho rằng phương án mua điện từ một số nước, nhất là Trung Quốc, có nguy cơ làm tăng giá điện tại Việt Nam. Nhận định về vấn đề này, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ, hiện sống tại Oslo, Na Uy, cho chúng tôi biết. Đó là một cái nguy cơ rất lớn là khi cái hàng ở Trung Quốc, mình ký hợp đồng ở Trung Quốc thì mình có thể là bị họ ép để tăng cái giá trong tương lai. Nếu mà chúng ta nhìn những cái dự án mà Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam theo kiểu là điện trợ và ký hợp đồng và hỗ trợ vay nợ chẳng hạn, thì chúng ta thấy là lúc ban đầu họ bỏ cái giá rất là thấp chẳng hạn, sau này sẽ theo thời gian chi phí khác đội lên và cái chi phí cuối cùng để mà hoàn thiện cái dự án nó sẽ tăng rất là lớn. Vì thực tế hiện nay mà khi mua điện của Trung Quốc ấy, thì phải ký hợp đồng. Thế thì dù anh có thể sử dụng toàn bộ, khai thác toàn bộ cái công suất mà cái mua đó, nhiều ít thì anh đều phải thanh toán toàn bộ cái số tiền đó. Mà khi mua cái giá điện của Trung Quốc ấy, thì chắc chắn nó sẽ làm cho cái giá bán điện trong nước tăng lên. Tuy nhiên, giáo sư Trần Đình Long cho biết, theo kinh nghiệm của ông thì giá trung bình mua điện từ Trung Quốc cũng xấp xỉ với giá của các nhà máy điện ở Việt Nam sản xuất ra hoặc chỉ cao hơn chút ít. Và do lượng điện mua không nhiều, cho nên ông cho rằng về tổng thể, mua điện của Trung Quốc không làm tăng quá nhiều giá trung bình bán điện tại Việt Nam. Ngoài ra thì theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, không nên mua điện quá nhiều từ phía Trung Quốc vì điện là hàng hóa nhạy cảm, không thể thiếu trong phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng. Khi có trục trặc sẽ gây mất an toàn rất lớn. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cũng đưa ra cảnh cáo. Thứ nhất là chúng ta đang lệ thuộc vào Trung Quốc và rất là nhiều về kinh tế. Thứ hai nữa là ở Biển Đông đó mà chúng ta quan sát họ là đang kiểm soát Biển Đông về phần quân sự, cho nên nếu mà nhìn rộng ra đó thì chúng ta đang bị họ kiểm soát cả về kinh tế, cả về quân sự và nếu mà chúng ta phụ thuộc về năng lượng đối với họ thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị họ kiểm soát về năng lượng sớm hay muộn. Trái lại thì giáo sư Trần Đình Long lại cho rằng mua điện của Trung Quốc sẽ không làm ảnh hưởng gì lớn đến an ninh của hệ thống điện Việt Nam. Là ở những cái nơi mà mua điện của Trung Quốc là họ tách ra, thực chất là họ nối vào lưới điện của Trung Quốc và không nối với các cái phần mà có nguồn của cái lưới điện của Việt Nam. Cái lượng điện so với toàn bộ cái tổng sản lượng của điện lực Việt Nam nó không cao. Thế cho nên là về cái mặt an ninh mà nói đó, thì ví dụ xảy ra một cái trục trặc nào đó, chẳng hạn là cái nguồn cung từ phía Trung Quốc mà không có nữa đó, thì nó cũng chỉ gây những cái thiếu điện cục bộ thôi, chứ nó không có thể là làm ảnh hưởng gì lớn đến cái an ninh của hệ thống điện Việt Nam. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, kinh tế Việt Nam đã phụ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều, nay lại mua điện thì sẽ làm tăng sự phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Ông cho rằng chính phủ Việt Nam cần phát triển thêm điện mặt trời, điện gió và các loại năng lượng tái tạo khác. Tuy nhiên thì ông cũng cảnh báo việc xây dựng các dự án điện vừa nêu phải được đấu thầu công khai minh bạch nhằm tránh việc quá nhiều dự án đầu tư điện rơi vào các tay nhà thầu Trung Quốc, dẫn đến những hệ quả khó lường. Do biện pháp kiểm duyệt khắc khe của chính phủ Hà Nội, việc truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, đừng lo, tường lửa sẽ không còn là trở ngại. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.achautuyo.info, www.achautuyo.info. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự sáng ngày 31 tháng 7 năm 2018.
Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào tối nay, lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Lan Hương cầu chúc quý vị một ngày đầy bình an. Xin chào và hẹn gặp lại!